Hiện nay giá dừa khô nguyên liệu tại Bến Tre tăng cao từ 110.000 đồng đến 120.000 đồng một chục, tức là 12 trái, tăng từ 30.000 đến 40.000 đồng một chục so với tháng trước, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Người dân phấn khởi vì giá dừa tăng cao trong giai đoạn dừa đang phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng hạn mặn nên giúp người dân có thêm kinh phí đầu tư chăm sóc cho cây dừa. Theo người dân, hơn 4 năm qua, giá dừa luôn giữ ở mức thấp, chưa bao giờ vượt qua hơn 100.000 đồng một chục. Theo các thương lái thu mua dừa, giá dừa tăng cao phần lớn do sản lượng dừa đang giảm bởi ảnh hưởng hạn mặn trước đó. Bên cạnh đó, hiện tình trạng nhu cầu sản xuất các nhà máy tăng nên các công ty tập trung thu mua làm cho giá tăng lên. Theo ông Quỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh có hơn 78.000 hectare dừa, trong đó chủ yếu dừa khô nguyên liệu.